Xin chào các bạn, hôm nay Tin Giáo Dục sẽ gửi đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích cho kỳ thi sắp tới. Đó là một số lưu ý cho các bạn thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cần nên nhớ. 1. Những vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, thước tính. 1. Địa lý Việt Nam không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ. Ngoài ra, thí sinh còn có thể mang thêm các thiết bị như máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin, không thể xem và truyền nhận được thông tin, tín hiệu, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Thí sinh lưu ý, phải mang thẻ dự thi và phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu tỉnh và thành phố quy định, cũng như bình nước và khẩu trang sẽ được từng tỉnh quy định riêng. Thí sinh sử dụng một màu mực cho bài làm, không sử dụng bút đỏ trong bài làm. Điều quan trọng, thí sinh phải mang thẻ chứng minh hoặc căn cước. Những vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi gồm giấy than, xóa, các loại vũ khí, đồ uống có cồn, chất gây nổ, các tài liệu khác nhau dưới mọi hình thức. Trong quá trình làm bài trắc nghiệm, thí sinh không được phép rời phòng thi. Đối với môn tự luận, các em được nộp bài sau khi hết 2/3 thời gian kèm giấy nháp và đề thi. Dưới đây là một số loại máy tính bỏ túi mà các em có thể mang vào phòng thi để được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Thay mặt những người thực hiện, chúng tôi chúc các bạn thí sinh có một kỳ thi thành công. Các bạn đừng quên cho một like và một share những thích clip này hay nhé.